Kính chào quý khán giả. Đề tài chuyên gia Nguyễn Mạnh Hùng cảnh báo chiến tranh với Trung Quốc đang chờ Việt Nam ở Biển Đông của nhà báo Phạm Trần do Trần Hưởng trình bày. Thưa quý vị, cường độ xung kích bằng lời nói giữa Việt Nam, Phi Luật Tân và Hoa Kỳ với quyết tâm bành trướng lãnh thổ mau chóng của Trung Quốc ở Biển Đông trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 đã gia tăng hiểm họa chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lý do vì Trung Quốc đã đặt Hoa Kỳ và các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt Việt Nam và Phi Luật Tân vào tình trạng đã rồi. Qua việc họ tấp nập ngày đêm tân tạo các bãi đá ngầm, thành đảo có phòng tuyến quân sự ở khu vực Trường Sa, Trung Quốc còn dự tính thiết lập mạng lưới nhân diện phòng không để kiểm soát không lưu ở biển Đông sau khi dựng hai ngọn hải đăng ở Gạc Ma và Châu Viên. Việc làm của Trung Quốc không chỉ nhằm chặn đường tiến của Việt Nam ra biển Đông mà còn đe dọa an ninh hàng hải huyết mạch của thế giới. Vậy Việt Nam phải làm gì để bảo vệ chủ quyền đây? Theo quan điểm của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và bang giao quốc tế của đại học George Mason thì không ai kể cả mỹ có thể đáo ngược tình thế trừ khi sẵn sàng chấp nhận chiến tranh với trung quốc trong cuộc phỏng vấn riêng với nhà báo phạm trần giáo sư hùng một học giả không thường trú của trung tâm nghiên cứu chiến lược và quan hệ quốc tế nổi tiếng ở thủ đô hoa thịnh đốn còn thảo luận về mối quan hệ Tây Ba phức tạp trước tình hình Biển Đông giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cuộc phỏng vấn này được đài truyền hình SBTN phát sóng trên toàn quốc Mỹ vào lúc 11 giờ tối thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015, giờ miền Đông Hoa Kỳ hay 8 giờ tối ngày, giờ California. Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn tình hình Biển Đông hỏi Thưa giáo sư, là nhà nghiên cứu ông thấy sự gia tăng cường độ hiềm khích giữa Việt Nam và Trung Quốc về tình hình biển Đông trong thời gian gần đây như thế nào? Đáp: Rất căng thẳng và khó chịu, khởi đầu bằng việc Trung Quốc tuyên bố đường lưỡi bò năm 2009 đòi chủ quyền trên 80% biển Đông và cao điểm là việc họ đem giàn khoan khổng lồ HD 981 vào thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mùa hè năm ngoái từ ngày 2 tháng 5 đến 15 tháng 7 2014 dẫn đến các cuộc biểu tình bạo động chống các cơ sở thương mại của Trung Quốc tại Việt Nam gần đây họ gấp rút lấp biển biến các đá ngầm thành các đảo nhân tạo có tiềm năng quân sự tăng cường khả năng khống chế và kiểm soát của Trung Quốc trong một vùng quan yếu tại biển Đông và chặn đường tiến của Việt Nam ra biển có người gọi việc làm này của Trung Quốc là việc xây dựng một trường thành trên biển hỏi. Trong bối cảnh dân chúng Việt Nam nói với quốc hội rằng họ rất bất bình trước việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trên bảy bãi đá mà họ chiếm được của Việt Nam trong khu vực Trường Sa năm 88 và đề nghị chính phủ có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ chủ quyền ở biển đông theo ông thì việt nam có thể làm được gì vào lúc này đáp trung cộng biến các đá chìm đảo là việc đã rồi không ai kể cả mỹ có thể đảo ngược tình thế trừ khi sẵn sàng chấp nhận chiến tranh với trung quốc riêng đối với việt nam việc cần làm là cố giữ các đảo đã có làm áp lực để trung quốc ngưng xây thêm và ngăn cản không cho trung quốc độc quyền kiểm soát tuần tra và khai thác trong vùng biển tranh chấp. Tất cả những việc này Việt Nam không thể làm một mình có hiệu quả mà cần có sự phối hợp với các nước Asian có cùng quyền lợi nhất là sự trợ giúp của các nước lớn như Mỹ, Nhật, Anh vân vân. Hỏi đại sứ Mỹ ở Hà Nội Ted Asius nói rằng chiến lược bành trướng lãnh thổ ở Biển Đông của Bắc Kinh trong thời gian gần đây đã khiến Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội xích lại gần nhau hơn. Tiêu biểu là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ A. Carter sẽ thăm Việt Nam nay mai và sẽ có tới 5 ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm Hoa Kỳ trong thời gian tới. Tôi biết giáo sư là người theo dõi biến chuyển này rất chặt chẽ. Vậy ông đánh giá các chuyến thăm cao cấp của hai nước Việt-Mỹ như thế nào? Và liệu Bắc Kinh có quan tâm không? Đáp, các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thường kêu gọi hai bên phải xây dựng niềm tin chiến lược. Những hoạt động mà ông vừa kể là cốt để gia tăng niềm tin ấy, đặt căn bản cho sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn giữa hai nước. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau hội nghị đối thoại Shangri-La tại Tân Gia Ba từ ngày 29 đến 31 và của một phái đoàn các nhà lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Mỹ trước khi họ đi Sri La chắc chắn là để chuẩn bị cho nội dung hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiến trình này chắc chắn buộc Trung Quốc phải quan tâm. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV viết lại cuộc họp này, Thượng nghị sĩ John McCain và đoàn bày tỏ quan tâm đặc biệt đến vấn đề an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở khu vực nói chung và những diễn biến gần đây ở biển Đông nói riêng, khẳng định ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hiệp quốc về luật biển năm 1982. Về phía ông trọng VOV cho biết về tình hình Biển Đông, Tổng Bí Thư khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trước hết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc. Luật pháp quốc tế trong đó có công ước về luật biển năm 82, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC tiến tới bộ quy tắc về ứng xử của các bên Biển Đông COC phản đối mọi hành vi coi thường luật pháp quốc tế, phá vỡ hiện trạng đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. DOC là thỏa hiệp không có tính ràng buộc pháp lý giữa Trung Quốc với Hiệp hội các nước Đông Nam Á Asian ký tại Nam Vang năm 2002. Trung Quốc đã công khai vi phạm để giành phần thắng về cho mình ở Biển Đông và từ năm 2012, Asian và Trung Quốc đã họp nhiều lần để thảo luận đi đến ký kết thỏa hiệp COC có ràng buộc pháp lý, nước nào vi phạm sẽ bị trừng phạt. Nhưng Trung Quốc đã tìm mọi lý do để trì hoãn, kể cả thi hành mánh khóe gây chia rẽ trong nội bộ Asian và lập luận rằng tranh chấp trên Biển Đông là chuyện riêng giữa Trung Quốc với các nước có tranh chấp mà không liên hệ đến cả tập thể 10 nước Asian hay các nước ngoài khu vực ám chỉ Hoa Kỳ. Hỏi, thưa giáo sư, phần trên ông có nói đến tình hình căng thẳng rất khó chịu do những hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc ở Biển Đông và vị thế khó xử của Việt Nam và Hoa Kỳ. Vậy ông có lo ngại sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh không? Đáp, những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây cất một cách gấp rút ở cách bờ biển Trung Quốc 600 hải lý nằm giữa Việt Nam, Phi Luật Tân, Brunei, Mã Lai Á và Nam Dương. Hoa Kỳ quan tâm đến việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo ở đây sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng của Trung Quốc kiểm soát và chế ngự một tuyến giao thông quan trọng ngay giữa Biển Đông đe dọa trầm trọng tự do hàng hải và quyền lợi của mỹ hơn nữa theo luật quốc tế không nước nào có chủ quyền trên đá chìm khi thủy triều lên nếu chúng nằm ngoài lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế những đảo nhân tạo mà trung quốc đang xây nằm rất xa ngoài vùng đặc quyền kinh tế của trung quốc khi biến đá ngầm thành đảo trung quốc thay đổi nguyên trạng một cách trầm trọng áp đặt chủ quyền và nới rộng vùng kiểm soát của mình trên vùng biển tranh chấp. Nếu không bị chặn lại, Trung Quốc có thể dần dần biến toàn thể vùng biển ở trong khu vực đường lưỡi bò thành vùng biển của riêng mình. Vì thế, Mỹ phản ứng bằng cách nêu rõ quan tâm của mình với Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng John Kerry, đồng thời cho phi cơ tuần thám Hải quân PA-8 đợt qua đảo nhân tạo của Trung Quốc cảnh cáo Trung Quốc để chứng tỏ Mỹ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên những đảo ấy. Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn tuyên bố Mỹ dự tính gửi tàu hải quân đi sâu vào trong vùng 12 hải lý quanh đảo để xác định lập trường của mình. Trước thái độ ấy, Trung Quốc đã chính thức đưa văn thư phản đối đòi Mỹ phải tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và tránh những hành động khiêu khích. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị còn xác quyết rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc vững như đá và không thể lây chuyển. Hai lập trường đối nghịch này khi còn trong trạng thái các tuyên bố và cảnh báo cũng đủ gây căng thẳng, nhưng nếu được thực hiện bằng hành động, nó sẽ tạo ra thế đối đầu quân sự ở trên không cũng như trên biển với rất nhiều rủi ro đi quá đà và dẫn đến xung đột. Chính vì thế mà cựu phó giám đốc Trung ương tình báo Mỹ ông Mike Morel cho rằng tình trạng đối đầu này rất nguy hiểm và có thể dẫn đến chiến tranh Trung Mỹ trong tương lai. Xin quý vị đừng rời máy, chương trình sẽ trở lại ngay sau ít phút quảng cáo và thông báo. Mới bước vào cửa là đã thấy sống động. nơi luôn luôn đáp ứng mọi đòi hỏi của quý vị. Nơi mà bè bạn, thức ăn ngon, lúc nào cũng chờ đón. Chỉ có ở sông bài live, always live, always on. Hủ tiếu mì la cây chợ lớn đã nổi tiếng từ thập niên 60 này xin phục vụ quý khách vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tại trung tâm thương mại Eden Center. Hủ tiếu mì la cây chợ lớn tọa lạc tại số 6793 Wilson Boulevard, Fortress, Virginia 22044, điện thoại liên lạc 703-531-1420, 703-531-1420, Tàu hủ Thanh Sơn, nơi nhộn nhịp nhất tại thương xá Eden, luôn có quý khách xếp hàng thật dài Tàu hủ Thanh Sơn, nơi của quý đồng hương yêu chuộng chè, xôi, chả cá, chuối nướng, khoai mì dừa, đặc biệt trà chân châu, tàu hủ đủ loại, sữa đậu nành, giò lụa, giò bì và nhiều món ăn đặc biệt theo mùa như bánh trung thu và bánh chân. Tất cả món ăn được nấu và sản xuất tại chỗ. Mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng tới 8 giờ tối. Địa chỉ số 6793 Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia 22044 điện thoại số 703 534 1202, 703 534 1202. Kim Phụng Bakery có nhiều loại bánh và thức ăn to go, có cả chả nướng, chè đủ loại, nhận đặt bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh mừng ra trường và hợp mặt gia đình. Nhân dịp mùa trung thu, Kim Phụng Bakery có bánh trung thu sản xuất tại chỗ, nguyên liệu tinh khiết, bánh mới thơm ngon đủ loại, có cả nhân vi cá, thập cẩm, hạt sen và khoai môn. Kim Phụng Bakery tọa lạc tại Eden Center, mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mỗi ngày, điện thoại số 703 534 4525. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi lời cảnh báo của giáo sư Nguyễn Minh Hùng. Chiến tranh với Trung Quốc đang chờ Việt Nam ở biển Đông. Do nhà báo Phạm Trần viết, Trần Hường trình bày. Thưa quý vị, nhà báo Phạm Trần chuyển sang câu hỏi khác. Ông hỏi: Cũng nhân tiện nói về các cuộc thăm nhau hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, tôi muốn biết sự thẩm định của giáo sư về chuyến thăm lịch sử lần đầu tiên của Hoa Kỳ sắp tới của Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có thể nào được coi như một canh bạc ngoại giao và an ninh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ông Trọng đã gặp Chủ tịch Nhà nước Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng 4 vừa qua hay không? Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng đáp. Chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có tính cách lịch sử vì đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam công du Mỹ, nó càng có tính cách lịch sử hơn nếu ông trọng được ông Obama tiếp như lời nói úp mở của Thứ trưởng ngoại giao Mỹ hôm 19 tháng 5 tại Hà Nội rằng Tổng thống Obama mong được tiếp Tổng Bí thư trọng ở Washington DC vì đây sẽ là lần đầu tiên người lãnh đạo quốc gia Mỹ tiếp người lãnh đạo một đảng của nước nhỏ, một biệt lệ trong nghi lễ ngoại giao của Mỹ. Trong bối cảnh hiện nay tại biển Đông và những cuộc viếng thăm Việt Nam dồn dập của các nhà lãnh đạo quốc phòng Mỹ, cá hành pháp, lẫn lập pháp, chuyến đi của ông trọng sẽ bị coi là một thất bại nếu ông không tạo được bước tiến quyết liệt trong quan hệ quốc phòng Việt Mỹ. Nếu ông thành công thì việc mà Việt Nam rất mong muốn là chuyến công du Việt Nam của tổng thống Obama cuối năm nay sẽ dễ thành sự thực. Thắc mắc về TPP và nhân quyền công đoàn, câu hỏi. Thưa giáo sư, như ông biết là 12 nước kể cả Hoa Kỳ và Việt Nam đang cố gắng kết thúc đàm phán về hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP nhưng có một số dân biểu và nghị sĩ mỹ trong quốc hội mỹ cho biết họ chưa sẵn sàng bỏ phiếu tán thành chừng nào việt nam còn tiếp tục đàn áp phi pháp người dân chưa trả thả tù chính trị và chưa đồng ý cho phép công nhân được thành lập nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi vậy ông có nghĩ rằng hiệp ước tpp đang gặp những khó khăn chính trị khó vượt qua giữa mỹ và việt nam không đáp tình trạng nhân quyền ở việt nam là một nguyên nhân chống đối nhưng nguyên nhân ấy không quan trọng bằng quyền lợi kinh tế của nghiệp đoàn lao động một nguồn phiếu và tài chính quan trọng của các chính trị gia thuộc đảng dân chủ tpp không phải chỉ là một vấn đề thuần kinh tế mà nó có tầm quan trọng chiến lược lớn đối với mỹ thất bại trong việc hoàn tất hiệp ước TPP sẽ là một thất bại của nước Mỹ trong cuộc tranh giành ảnh hưởng kinh tế và chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc ở Á châu Thái Bình Dương với hậu quả biến Mỹ thành một cường quốc hạng hai ở một khu vực có tầm quan trọng kinh tế và chiến lược bậc nhất thế giới hiện nay và trong tương lai. Tôi nghĩ rằng cuối cùng các chính trị gia Mỹ dù thiện cận ích kỷ và chịu áp lực của nhóm lợi ích đến đâu cũng nhận ra đâu là quyền lợi quốc gia quan trọng của nước Mỹ mà bỏ phiếu thông qua thủ tục phê chuẩn nhanh TPA và hiệp ước TPP. Câu hỏi cuối cùng của chúng tôi với giáo sư là vào tháng 9 tới đây, chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hoa Kỳ. Vậy ông kỳ vọng gì về chuyến đi này trong bối cảnh Hoa Kỳ đã công khai khó chịu trước kế hoạch trang bị quân sự mới và bành trướng quốc phòng của Bắc Kinh ở châu Á và Thái Bình Dương. Đáp, nếu không có biến cố gì làm chuyến đi bị hủy hay trì hoãn Trung Quốc sẽ tìm cách xoa dịu và du ngủ Mỹ và hai bên sẽ tìm cách đạt được một số thỏa thuận trong khung cảnh xây dựng một quan hệ đại cường kiểu mới. Hết trích. Thưa quý vị, Quốc hội Cộng sản Việt Nam sẽ họp đặc biệt ngày mùng 5 tháng 6 để nghe chính phủ tường trình về tình hình biển Đông. Tuy nhiên, nếu chỉ nói để cho quốc hội nghe mà không có thảo luận và không công khai thì có họp cũng như không. Chuyện họp kín về tình hình biển Đông đã xảy ra vài lần tại quốc hội trong quá khứ cũng như chuyện quốc hội không dám đưa ra nghị quyết lên án Trung Quốc khi nước này đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tháng năm 2014 đã gây bất bình trong số đông đại biểu quốc hội và người dân vậy liệu người dân có nên kỳ vọng gì vào phiên họp ngày mùng 5 tháng 6 sắp tới của Quốc hội, hay cứ tiếp tục cắn răng mà nghe ông Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Trung Quốc đang tiến hành xây dựng đảo nhân tạo cần thiết trong khu vực chủ quyền và điều này không gây ảnh hưởng đến ai. Chúng tôi không giống như một số quốc gia khác tiến hành xây dựng trái phép trong khu vực của người khác. Chúng tôi chỉ xây dựng đảo ngay trên sân nhà của chúng tôi trích phát biểu ngày 8 tháng 3 năm 2015 tại Bắc Kinh. Thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam đã vào cuộc bằng nước bọt rồi. Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã không có ăn miếng trả miếng với tuyên bố của Vương Nghị mà để cho một số báo và cá nhân lên tiếng chống lại quan điểm tiếm nhận chủ quyền trắng trợn của họ Vương. Mãi cho đến chiều ngày 27 tháng 5 trong cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ mới thấy Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn lên tiếng xác nhận rằng hiện nay Trung Quốc đang công khai và giáo diết khai triển các hoạt động lấn biển, thi công các công trình với quy mô rất lớn trên tất cả các cấu trúc mà Trung Quốc đang chiếm đóng bất hợp pháp ở trường xa của Việt Nam theo ông Tuấn, đặc biệt hiện nay các hoạt động này diễn ra nhiều tại 5 địa điểm, cụ thể là Ga Ven khoảng 15 hecta, Gạc Ma khoảng 13,2 hecta, Châu Viên khoảng 24 hecta, Huy Gơ khoảng 9 hecta và lớn nhất là Chữ Thập khoảng 180 hecta. Tất cả các đoàn đi trường xa đều phát hiện điều đó. Ba cấu trúc mà Trung Quốc xây dựng thành đảo là Ga Ven, Huy Cơ và Gạc Ma. Hiện nay hầu hết các điểm đó, hầu hết họ tạo các luồng lạnh để cho tàu đi vào. Ở một số báo họ xây công trình cao tầng, thí dụ như ở Huy Cơ và Gạc Ma có công trình cao 7-8 tầng. Ngoài ra họ xây dựng các công trình cao như đen biển hoặc trung tâm hướng dẫn bay. Những tiết lộ của ông Tuấn không mới vì đã được một số báo chuyên về quốc phòng của nước ngoài tiết lộ rồi. Có khác chăng là Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã vào cuộc lên án việc làm của Trung Quốc mà Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam từ lâu vẫn ca ngợi vừa là đồng chí vừa là anh em hay láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Thứ trưởng Tuấn nói các hành vi xâm lấn trái phép biển đảo của Việt Nam do phía Trung Quốc thực hiện đã diễn ra trong nhiều năm nay Ông khẳng định việc làm của Trung Quốc là bất chấp phản ứng của ta và cộng đồng quốc tế. Có thể nói tình hình biển Đông chưa có xảy ra đụng độ, nhưng việc làm đó là một bước đi chiến lược của Trung Quốc để nhằm hiện thực hóa yêu sách đường lưỡi bò, không loại trừ khống chế và kiểm soát toàn bộ phía nam của biển Đông. Thí dụ như vừa rồi, họ ra lệnh cấm đánh bắt cá và cũng không loại trừ trường hợp họ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trích báo giáo dục Việt Nam. Vậy Việt Nam sẽ làm gì để lấy lại niềm tin trong dân và sự tin cậy của các nước trong khu vực hay Hà Nội cứ tiếp tục nói cho qua cầu với hy vọng áp lực của quốc tế sẽ ngăn chặn các bước đi tiếp theo của Bắc Kinh. Nên biết Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 74 và đánh chiếm 8 bãi đá ở Trường Sa từ năm 88 mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa làm gì để chiếm lại hay ít ra ngăn chặn Trung Quốc không thể biến bãi thành đảo như đang diễn ra ở vùng Trường Sa. Vì lãnh đạo Việt Nam đã không làm gì cả nên biển đảo Việt Nam cứ mất dần vào tay Trung Quốc như ai cũng đã thấy. Bằng chứng như chuyên gia Nguyễn Mạnh Hùng cảnh giác về việc Trung Quốc hình thành các đảo nhân tạo, không ai, kể cả Mỹ, có thể đảo ngược tình thế trừ khi sẵn sàng chấp nhận chiến tranh với Trung Quốc. Mà Thứ trưởng Trương Minh Tuấn vẫn cứ đề nghị hoang tưởng rằng trong thời gian tới chúng tôi rất mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về chiến lược biển của Việt Nam đến năm 2020 tuyên truyền về mô hình phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền trên biển. Ông nói: "Tôi rất mong các cơ quan báo chí có những tin bài sắc bén, có lý lẽ và thuyết phục để đấu tranh với Trung Quốc trước những hoạt động lấn biển vi phạm DOC và công ước liên hiệp quốc về luật biển 82 trích báo giáo dục Việt Nam." Đề nghị của ông Tuấn sẽ như khua trống thùng rỗng, chỉ đủ nghe cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban tuyên giáo đảng, nhà nước bành trướng và bá quyền Bắc Kinh ở cách xa thủ đô Hà Nội tới 2.322 cây số và phải mất 4 giờ bay thẳng mới tới thì làm sao Tập Cận Bình nghe thấu được rõ là chuyện chỉ biết nói cho xong chuyện mà quên rằng kẻ thù đã đến sau lưng. Trân trọng kính chào quý khán giả. Trung tâm We Care chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, We Care chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid. Chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật, nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703 879 3750. Ban vận động bảo tồn di tích thuyền nhân thuộc văn khố thuyền nhân Việt Nam xin trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự và chung vui dạ tiệc 40 năm thuyền nhân Việt Nam hồi ngộ từ 5 giờ chiều đến 12 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 2015 tại Majesty Restaurant 5015 West Edinger Avenue, Santa Ana, California 92704. Mọi chi tiết xin liên lạc Mỹ Vân 714 478 6688 hay Oscar Thuận 714 767 0353. Kính mời quý đồng hương tham dự buổi ra mắt của phim tài liệu Thảm họa Bắc thuộc do Việt Nam Film Club phát hành cùng nhà Việt Nam phối hợp tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy 20 tháng 6 2015 tại Jamley Community Center 8255 Annadale, Virginia 22042. Cuộn phim Thám họa Bắc thuộc được phát hành, đánh lên tiếng chuông cảnh báo Cộng sản Trung Hoa và Cộng sản Việt Nam đang biến Việt Nam thành một thuộc địa kiểu mới của Bắc Kinh, cũng như hồi trống thúc giục người Việt khắp nơi đứng lên đánh đổ bạo quyền Cộng sản. Mọi chi tiết xin liên lạc song liêm 703 242 9736 hay Lê Thị Nhị 240 401 8698.